Trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm để gửi tặng đến tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tâm vào cho các bạn xem mình nha. Tì con này nghe tấn công nhiều hướng quá. Một thằng bên nó chết rồi đấy, gà đi. Đi rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục câu hỏi nhé các bạn. Bốn quả keo quá đã. Thêm phần hạn chữ nhé. Còn có nó đi ở trong phòng. Con gái mình sẽ sợ thêm con cá nghèo. Còn tập do đó không ngồi nhục đấy. Bây giờ đi đằng sau không kịp. Cái thằng con lợn này đang bắn cứ gõ ảnh. Ôi bố mình đã bắn lại rồi. Mà tôi bốt mày. Mày bắn bắn mắt chứ. Chứ thai nào rồi. Mày bắn. Tiếp. Cái gì. Này nó kêu người. Bắn nó kêu người. Mua cho cái nấm. Rồi. Mua cho cái nấm. Nhưng này ta còn phá mát đây. Rồi đi theo đại ca này. Làm ở trên nhà đâu rồi đi. Đi với đây. Rồi này có 240.000 nó. Cái mẹ này nó. Chơi yêu này nó cứ. Mẹ nó tắm. Một lỗ lệ. Vậy là mình tốt xong rồi nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm để gửi tặng đến tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tâm hỏi cho các bạn xem này. Cái quần cái tất đấy.
cái quần là cái tớt. À, cái đấy chị làm hết rồi. Cái quần. Quần làm rồi. Cái áo. Áo. Áo làm rồi. Áo khoác. Đủ loại luôn, áo người còn làm rồi. Tủ nhựa, tủ nhôm. Làm hết rồi. Ghế sắt. Ghế làm rồi. Ghế đá, ghế nhựa. Ờ, đá thì làm. Ghế đá, ghế nhựa. Nhựa làm rồi. Ghế đá. Bàn đá. Ghế nhôm. Nhôm làm rồi, ghế đá, bàn đá, ghế đá. Bảng lớp. Cái gì á? Cái bảng để ghi ở trên lớp ấy. Bảng viết. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ ghế đá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cho mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bàn đá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cho mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bánh đá. Bây giờ mình sẽ làm cho mọi người. Em có biết bánh đá nào đặc sản đấy? Các bạn em chẳng biết đâu. Sao lại không biết được? Làm mà có đúng không biết hả? Giờ mình sẽ xỏ hạt chữ nha. Đầu tiên là mình xỏ hạt màu. Bánh đá là cái bánh màu trắng đấy mà đúng không? Anh chị? Ơi? Bánh đá là cái bánh màu trắng đấy mà đúng không? À đúng rồi, như ma tí. Và ai có thể hiện được tiền đâu nhỉ?
Bọn em mới tới xong rồi.